Ê, ba mi, con ta là ba mi. Nó đi vô phòng rồi nó Ôi nổ con bắn mày hết nhìn luôn. tởm quá ba, nhìn giống y ghê quá à. Ừ Á con là mọc hai da trên đầu kìa. trời, nổ luôn chứ trời. À, thằng cu nó qua nó Con phá con tao bị nổ banh xác ta luôn. nãy giờ em nổ bên Ha luôn. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Hai xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay ba của mình sẽ chơi một cái game mới luôn, Robio. Là game mình là trong đây là ba thằng em sẽ là Robio. sẽ Nhà làm khoa nhà học. điên đó, nhà bác học điên chứ, nhà Thông bác minh bác mày, học điên đúng không? thông minh mày, chỉ hơi tửng tửng xíu thôi. Điên Ok thì lắm. Chứ trong cộng game này nó sẽ phát ra mỗi người một cái sẽ số. chế tạo ra virus. Đây là cái phòng mà nó gọi là phòng virus đây, có con virus 7 màu đây, random virus generator nè, là virus ngẫu nhiên đó, nhấp vô đây là nó sẽ mình sẽ lấy con virus đó và mình đi chích vào những cái người thử nghiệm thay vì chuột bạch đây, giờ là người bạch. Ok, còn bên này là Đó, ok. phòng gì? Đây Ok. là phòng để làm việc. Đó, thì cái máy Phòng này máy này. Ủa? À cái phòng này cái phòng chứa chứa thuốc nè, đó, đây nè. là phòng chế tạo virus. Đấy, đó, đây chứa Chế nó nè, tạo chứa mình con nè. này chế tạo nè, Còn đây virus là separator nè, còn cái này đi virus duplicator nè, đó là giống như nó nhân lên đó, con này là tách ra nè. Tách ra bên đây nè, đó, bên này tách ra ok, qua qua phòng nè. này, qua phòng này nè. Nói chung là nó hơi rối xíu. Ok, mình giới Và thiệu qua đây phòng này là cho căn mọi phòng quan trọng. Đây là phòng thử nghiệm nha mọi người, đây là ba con chuột bạch nè, đó là người bạch chứ lộn, người trắng ở đây, một niên thanh niên da trắng, thanh niên bên đây phòng thứ hai da trắng hơn, và thanh niên phòng thứ ba da đen thùi lùi nhé. phải. Nice. Ok thì có ba phòng cho ba thanh niên để ba nhà khoa học bắt đầu chế tạo ra thuốc để thử nghiệm Thí lên ba nghiệm thanh niên này. và thí nghiệm rút. Ok, giới thiệu vũ khí Ok. đi cũng. Ok thì trong game này mỗi nhà bác học sẽ có một cái ống tiêm các bạn, một cái súng bắn virus vô trong mấy cái con người dạng là cái gì ta, gọi là Người vật thử thí nghiệm. nghiệm ấy, chuột Đúng bạch ấy, rồi. chuột bạch ấy. Người bạch, Đấy, người bạch. thứ hai là cái súng hút máu nha các bạn. Đây, súng hút máu số 2 đây. Đây các bạn bấm vô đây rồi chạy Sau vô. khi mà thử nghiệm xong là chích đúng không Đúng Gôn? rồi. Thì đúng rồi. Hút máu Ok, đó. uống cà phê nè, uống cà phê, cái số 3 là cái ly Cháy xong. máu đó. Và cái thứ Và ba cái là 3 là cái cái ly múc. cà phê các bạn, Cái ở múc. chỗ đây có máy pha cà phê nè, Kéo đó sữa kéo, mở cà pha phê luôn đi. nha. Đấy thấy chưa các bạn, thấy không, quá là chất luôn, làm việc mệt mỏi xong rồi ra làm Từ tiếp từ gì, xếp mệt hàng đi mỏi ông nội, tôi đây sạc phát lực luôn. lên. Đang đứng sau lưng mà, nó pha ké được nửa ly rồi nè. Thà ông làm gì nữa là vẫn dữ nè, Đó, pha ké. cho Chưa, anh cà phê đen vậy, pha quá thể ké mà hiện cũng đầy ly. Ơi ta cà phê sữa nè, nó có mà ít sữa quá. Cái này nhiều cà phê ít sữa mày ơi. à đó Đi lên. cái này đổ thêm sữa vô nè. Cho cô Đó, uống với kìa. ra ra được ly cà phê sữa Uống rồi, vô, đó. ok. Trời Bây ơi, giờ là mình uống sẽ gì mà cái tay để sau mình sẽ ngoài hành mà. đi làm kinh nghiệm thôi, bây giờ mình sẽ đi Đấy, lấy mình một đang nói sữa này các bạn. Ai uống cái ly này giống như đang cắn cái ly vậy á, cái tay không có đụng tới cái ly luôn á. Nói chung là mình sẽ lấy cái loại thuốc này. Các Ê, bạn bây giờ chia ra nha, tao làm cái bóp đầu tiên cho hai Heo quay linh là hai virus. bóp kế bên đi. Đây, Ok, mình sẽ lấy con ok virus này. mình sẽ chích thuốc vô nó để coi thuốc này Đó. nó sẽ có các tác Lấy dụng như thế nào. virus này. Đây, Đó, ok. mình lấy được cái viên thuốc màu tím rồi nè mọi người. Coi chạy. Chạy Đó, chạy. ok. Cửa của Cứ một con phần kia là cửa số cái vô 1. thời Đây. gian lúc đó là nó mới Đây, phát huy new được cái human. thuốc này. Ui nó cân cân rồi kìa. Ui nó đổi màu da luôn rồi. Ok, Human ghe nè. yeah, Ui mình nó chích được nó đổi rồi. màu Chạy chạy da chạy luôn chạy chạy. Rồi rồi. ghe, Ok ok. ơi Đây, bắt đầu mình Human sẽ theo em dõi rồi. virus của mình nha. Human ơi, nó đúng rồi. Má ơi. Đừng có khó Ủa, chịu trời ơi, rồi nó nhảy tưng nha. tưng luôn à. Con trùng Đây. thời gian mày. Lấy nhiều loại thuốc là mình bơm cho Vãi. đâu để mình Bị thử. bệnh rồi. Thời Ơi, gian con da lấy trắng máu. của tao tao không biết nó đang biến hành nó gì luôn á mày. Nó y đứng im luôn rồi. Làm gì mình sẽ lấy thuốc này. Ơi, mình Ôi có vãi, virus nó nổi một rồi, con cốc này mày mình ơi. tiêu rồi. Ơi ơi, con virus con người bạch của tao nó nổi một cốc kìa, ghê quá à. Ui ghê mày. Để tao vô tao Ghê. lấy máu nó. Ủa con quân chưa Đó. hả? Con Con thắng quân rồi. hả? Đây, Mình không biết nó bị gì trời ơi, nhưng con của mà mình nó nổ con một sao cốc luôn, chết thấy ghê ghê mọi kìa. người. Ôi con tao nó bị dịch kim phong xong nó chết luôn rồi. Ủa cô, em chích thuốc cho con của em chưa? Nó nổi với cái cục Đúng màu rồi. đen lên kìa. Trời ơi, nó Ghê lên ghê. một cấp màu đen luôn rồi. Để dây cho nó lên đó. Rồi, ok. Lấy rồi, anh Máu lấy đó. máu đó rồi, lấy máu đó rồi. Trời ơi, nó rớt tay rớt chân luôn rồi. Em làm gì nó vậy cô, em chích nó một cái một nó rớt tay luôn rồi. Em Trời ơi, xuống con của kia nó tự tử cái luôn đường rồi. sao vậy? Ghê Ok, chứ, thì mình quỷ kia nó xuống làm đi. gì người ta mà ta tự tử luôn rồi. Ủa, rớt tay rớt chân rồi một mụn Các cốc bạn tùm ơi, lum cái hết. game Ôi, nó chí người này. ta. Ôi, nó hung dữ kìa. Rồi. Cái bên này Ôi, à. bên Ăn ở, nhỏ đây bây tùm giờ lum mình sẽ bỏ vô đây nha. quá trời. Đó, đây Rồi, là mẫu máu mình tụi mày mới vừa xuống lấy trước của các con bạn. đó Hình xong. ảnh. Sẽ dưỡng Đó. luôn. Ủa, mình sẽ dùng hai cái đầu tiên là nó
giống như thuốc giật kinh phong vô xong nó chết luôn. Vãi. Vãi đạn. Đây mình đang phân tích mẫu máu của mình nè đó. Máu tùm lum hết luôn kìa. Ok. Wow, khiếp. Rồi. Thì Jack nó đang tắt. Bình thường luôn, con em như là vái mặt rồi. Vãi. Con quen là cái hình cái lọ thuốc màu xanh là lọ thuốc máu á. Đây, lấy vô. Giúp gì đó. Đây, đây là cái mẫu virus rồi mới tách ra xong. Mới giữ. Cái điểm đánh người. Hai loại virus mình sẽ đi lấy thêm thuốc khác thử coi thuốc này. Đây ok quá. Bây giờ mình sẽ lấy thêm con người ra nè đó, người mới. Thuốc ba. New human. Thầy qua. Ok, ngẫu nhiên. Xóa trước đã recycle. Bốn cái này luôn coi nó có tạo ra cái quái vật. Con em con ok cho banh sát hết luôn rồi kìa. Trời một tóc nó chạy tùm lum hết. Rồi new human. Wow, anh da đen. Chết thuốc anh da đen. Kệ nó kìa. Ủa em mới tạo ra người mới. Chết thuốc anh da đen. Trời anh da đen chết luôn rồi. Vãi. Rồi bán ngay tại đó. Rồi hết chân thuốc luôn rồi. Mình sẽ chích chút anh da đen bị chết. Ok rồi xong bắt đầu chạy. Ơi con ơi qua phòng lấy thuốc, qua phòng lấy thuốc. Thuốc khác mới được, thuốc này không ổn lắm. Virus block. Con về mê kia, để đang đu dây kìa, đuôi hả? À, đây mình sẽ lấy cái thuốc thuốc này là thuốc Necromela. Thiệt luôn. Có cách dụng gì ta? Necromela. Trời cái con của mày nó vừa tự tử mà nó vừa mà nó một cốc ghê ghê ba. Thử ok. Đứng vậy con. Chích một cái nè. Ok. Nó đổi máu rồi. Ủa nó đổi màu da chứ trời nó chảy máu luôn rồi. Ô. Ồ kinh thiệt chứ. Đây là con của mình đây, mình mới vừa chích thuốc cho nó đây. Này là thuốc cái gì Mesimula gì hồi nãy đó. Ồ nó chuyển thành da vàng luôn rồi kìa. Đó con có một cô rồi. Ok đây rồi. Nó chạy. Ôi ơi nó tăng động rồi, nó chạy ơi, nó nổi cái cục màu đỏ luôn mày ơi. Ôi ơi ghê quá. Lên lấy thuốc lấy máu. Lấy máu đó, ok. Ra ra ok. Con của anh nè, ra con của anh nè. Anh lấy cái máu của nó rồi. Ôi con của anh sao con nào. Trời nó giật kinh phong luôn kìa. Ồ nó giật kinh phong luôn rồi. Nó có nổ không ta? Không biết nữa. Rồi nó đứng im tại chỗ rồi, đứng im mà nó bất động rồi. Wow rồi bắt đầu nó rớt thịt ra hết rồi kìa. Trời cái con có con cua nó nhảy ghê mày ơi. Ơi qua con có con cua như là đạch luôn kìa. Con tao nó cũng chạy đạch luôn nè. Rồi con tao với con cua nó bất động luôn rồi. Xỉu rồi. Con của tao với con cua là địch bất động là ta không địch rồi. Đó là sao? Tiêm thuốc đây. Thôi để tao phân tích mẫu máu rồi. Để tiêm thuốc. Đây, ok, bây giờ mình sẽ virus detector. Tiêm diệt con này. Cái này là mình đã xài phải không? Bây giờ mình sẽ xài thuốc random. No virus do needed. Ok, thuốc random là thuốc gì đây? Thuốc màu xanh lá cây nhạt phải không? Rồi, để coi thuốc màu xanh lá cây nhạt. Ủa. Bắn vô. Piu. Chưa? Ủa dính chưa? Em tìm cho một loại nữa rồi. No virus. Một cái thôi full để anh bắn chứ. Ờ tao ê mày tao lấy được mẫu máu rồi nè mày, sao mà tao vô tao phân tích trả được. Ôi ghê. Ôi. Cháy rồi. Hên quá, mình chưa chết, mình còn sống nhăn răng. Mình còn sống nhăn nguyên hàm răng. Đó là mày hay là con vậy? Tao. Quá. Đứng dậy. Ủa kỳ vậy, lấy máu rồi mà xong rồi không cho vô ta. À máu của tao là không có virus trong máu, trời thiệt tình. Trời ơi. Virus trong máu mày phải đợi nó có virus mới được. Phải, à. Ngồi chờ đợi là hạnh phúc mà. Em đang chờ con. Ok, chưa lấy được. Virus mà nó virus. Đây virus màu tím. Cho mình ra cái gì đây. Piu. Phải piu mới ghê chứ. Ok tới tao. Cái tên là remote. Con em nghe nó đổi màu xanh luôn kìa. Phải. Ôi đúng ghê luôn. Ôi biến thành zombie rồi kìa. Trời zombie mà có cái gì nghe nách nữa kìa trời. Tại vì lấy cái lọ thuốc này lấy máu đó. New human. Ôi. Trời người vẫn làm như gì vậy, nó quăng lên trời, quăng xuống cái tẹt. Đó. Chết xong. When I get my first. Đây bây giờ mình sẽ thử mình chích kìa. Để giết bạn. Chích kìa, nó chích kìa. Cái xanh là zombie các bạn ơi. Rồi ok. Ôi giờ tao biết bỏ khẩu súng sao luôn á. Ôi nó không giữ. Ôi trời mới chích con cái rớt cái tay mày ơi. Quái được. Thôi. Treo lên. Để mình treo nó lại. À. Trời đất ơi, rớt cái tay ra ngoài luôn rồi. Ok, treo nó thành công rồi. Yes. Bây giờ mình phải đi lấy bác rồi. Mình cứ Ôi ơi, con của tao nó rớt tay rớt chân mà nó di chuyển được nè mày ơi. Ok đấy con nước. Nước ngồi
ơi. Cái răng gì đây? Thôi ơi mày, nó rụng tay rụng chân mà nó di chuyển được nè. Kìa kìa, mày qua mày coi con của tao nè. Nó rớt tay rớt chân mà nó di chuyển bằng ghê tướng đúng kỳ luôn kìa. Con của mày nó biến thành cái gì, nó có thể bay được luôn kìa. Nè, tao đang nói chuyện nữa nè. Ôi đứa, ấy nó bự ra mày ơi. Ôi nó bự ra. Bơm vô, bơm máu vô, bơm máu vô. Lấy máu nó đi, ok, bây giờ sẽ qua thử nghiệm. Trời ơi, con của mình nó bự kinh khủng luôn rồi á. Con tao bự hơn mày. Trời vãi, con nhiều bự như cái bánh xe bò vậy. Ờ, nó bự vậy. Ok, mình sẽ vào phân tích thôi. Ok, mình sẽ bấm rồi. Giết nó rồi. Ok. Mình sẽ lấy thêm cái virus khác để mình gắn vô. Mình đặt con rồi. What? Sao con này bự vậy? Thì đó. Rồi đây nó đang phân tích nha. Đừng vô. Lấy máu hả? Lấy máu đây đi. Đây và đây là mẫu virus mới, mình phải phân tích từ thanh niên mà bị rớt tay rớt chân mà bị nổi khổng lồ lên nè. Bự quá chân luôn, đá cái lọ thuốc thứ mấy vậy anh? Ấy, trời đất đây, ơi, đây. Khổng lồ quá, nó chết luôn rồi. Đó, ok, đây là lọ thuốc mình mới thu thập được nè. Mới tách ra từ cái con mẫu thử nghiệm hồi nãy. Đó, nó kìa, trời nó còn sống luôn kìa. Đây là cái mẫu thuốc mình mới lấy ra nè, đó, bây giờ mình sẽ xóa nó đi. Thì ba mày có thể sử dụng nhiều loại thuốc vô một thằng mà. Ừ. Nhưng mà giờ tao xá đi đó làm thằng mới. Nó đỏ. Ok. Đây. Ok, lên máu đi con. Ấy kìa ơi, nó chảy da cục nó mới luôn kìa. Chết rồi, chết rồi. Ghê quá hả? Còn mình hiện lên lúc nó còn sống. Trời ơi, con này rớt tay rồi. Đó, ok, anh da đen nè. Ừ nhìn anh da đen. Đó. Ai vậy? Ai qua phòng tôi vậy? Em đã vô tường. Trời ơi, hấp diêm nè, em hấp diêm mẫu thử nghiệm của anh. Bậy bạ rồi. Sẽ cắt máu ra để mà nó lấy. Đó, để mình xem. Con em nó nổ banh xác luôn kìa. Để mình vào đứng chung với nó coi có gì được xảy ra nha. Bơm máu này anh. Bấm bla để coi mình để xem vật thử nghiệm của mình nó đang biến thành cái gì. Bơm máu kìa. Đùi chứ. Ôi, ơi trời má nó bự vậy. Ôi. Em lấy máu đi, em lấy máu đi. Anh đã tải rồi, bây giờ là em cất cho mình. Ok, lấy máu được rồi, trời. Okay. Lấy máu mình lum cái vậy. Ôi con của mình nó bự lên luôn rồi kìa, nó đang hồi lùi à. Đau. Nè nhìn nó mày cục cứ di động nha ba. Ô, ê con mày chích vô con nào biết mày. Nhìn nó giống cục cứ di động quá. À. Con cun chết rồi hả? À nổ banh xác chết rồi. Banh xác rồi. Em xin cứu nó. Quá ghê. Không có. Ok, bây giờ mình sẽ lấy mẫu. Em mẫu mà. Em đang test hả? Mẫu màu đỏ. Để coi mẫu màu đỏ này sẽ là cái gì đây. Em lấy máu rồi mà, sao bỏ vô không được. Này máu này không có virus. Rồi bây giờ coi bây giờ thuốc lần này nó sẽ cho mình, nó sẽ biến cái thằng này ra cái hệ thống cung đẳng gì đây. À vậy là con của anh nó chỉ biến thành khổng lồ thôi. Vậy là thí nghiệm này thành công rồi. Thuốc này chích vô con đó là nó sẽ làm cho người ta trở nên khổng lồ. Giống như là con hút trong phim Avenger vậy đó. Đó. Chứ nó không có hại. Nè. Hả? À được thuốc càng hình rồi nè. Ai tao tạo thành công thuốc khổng lồ nè, đó trời ơi, nó biết là zombie luôn rồi. Vậy thuốc là game mình đã chế được thuốc hút rồi. Hút rồi. Để coi hình nó áo nữa hả? Ôi cấu rất chừng luôn. Ôi thôi mày đừng có 2 câu, mỗi lần mày 2 câu là câu máu kìa. Ôi tao chích nó không được nữa mày ơi. Điều này đối với con anh là ok chết. Hết chết được rồi, hết okay. Chết được rồi. Bây giờ mày phải phân hủy con này thôi. Ôi ghê quá mày ơi, nó chảy ra những cái vòi lâm hết kìa. Trời con mày thấy ghê quá à. Nhìn nó giống mấy con mạch cuộc mà quay thú vậy. Nó bằng tóc nè. Nó ghê quá. Lấy miếng máu rồi. Lấy máu đi. Ok. Để ra lấy thuốc khác dùng chích nó. Bây giờ tao đi phân tích máu, đó, để phân tích máu của con mạch cuộc của mày. Chờ một xíu đi. Cái cạo người. Ê, máu của ai kìa, máu của đứa nào mới ra kìa. Ok, đó. Đừng bắt gì nữa. Nó không bị gì. Đây, mình sẽ lấy màu tím, cái màu tím thuốc nãy mình mới lấy nè. Thêm vô rồi đó. Mới chích thêm. Trời con mày thấy ghê mày ơi. Để nó nữa hơn chút. Ok, bây giờ tao sẽ chích con này tiếp. Nghe tiếng gì rần rợn á. Ra con cai, đứng lên. Rồi chết đi. Ok. Mày hả bưởi. Gì á, ổ màu tím hả? Ừ, tối màu tím. Nó nổi hột lên nè. Trời nó vừa chảy ra mà nó vừa nổi hột nữa, con mày biến thái này chứ. Ôi con gai nhìn tởm mày chứ qua, chích cái kìa. Đó, lấy miếng máu rồi. Nó sắp nổ rồi, đi ra. Vãi, nó đâu có nổ đâu, nó bị chảy ra ba. Đi lên. Rồi ôi. Bây giờ mình sẽ theo dõi con của mình nha. Ôi con của tao nó biến thành màu hường rồi nè ba, trời ơi. Ê thú này đổi giới tính nè ba, biến thành màu hường luôn rồi.
Vậy ê mày, nó chưa mọc hai cái cục u ở giữa ngực ngực kìa. Rồi nó rụng răng rồi, nó rụng răng rồi. Nó rụng răng rồi. Vai đàn và mày ác quá mà. À, lũ đàn nhà khoa học zombie đã chết. Ủa sao vậy? Đạp chúng ra bông răng. Trời đất ơi, bó tay. Trời ơi, xong một hồi nổ rồi, zombie đã chập lóc luôn rồi. Bởi vì con em chuyển thành màu xanh nữa rồi. Ồ, thật là kinh khủng. Bây giờ mình sẽ qua mình lấy thuốc. Nó đang chờ em nè. Thôi, thuốc này thuốc màu gì đây? Bị chết rồi, em bị thôi miên rồi. Có vụ trời ơi, con này không ổn rồi, con này không ổn rồi. Zombie em đi. Anh giờ con zombie em đi. Trời ơi, chứ lộn. Đây ok, bây giờ mình sẽ vào group lock nè. Dính chưa? Ủa chưa dính hả? Anh giờ con rêu. Gông. Đâu con zombie đâu? Đang đứng rồi đó. Đâu có đâu, đâu con này con tàng hình rồi mà, nó tàng hình rồi kìa. À con em tàng hình là vô lấy thuốc đi, biết được em chế được thuốc tàng hình á. Thuốc là thuốc mà các nhà khoa học đang chế chưa được á. Sao cô lại làm điều này đối với bạn? Tại vì tôi khít hết. Vãi, nói chuyện nó nữa chứ. Em chết mà ta. Ôi má, nó đổi da màu rồi, nó đổi màu rồi. Lấy thuốc nó chưa, lấy chưa, lấy chưa. What the hell. Thôi, bây giờ mình sẽ cho người mới vô. Ông tìm. Đây, mình sẽ tìm thuốc màu xanh lá vô cho nó. Chích vô một cái nè đó. Biến thành thuốc màu xanh rồi. Mình sẽ lấy thêm một chai thuốc nữa mình cắm vô. Ai không có phá cái lòng của tao nha cu. Em phá. Đây virus block. Ok, chạy. Đây là chai thuốc màu xanh. Bây giờ mình sẽ chích thêm thuốc màu xanh vô con của mình. Ồ, con của mình nó làm gì vậy? Nó đi kiểu gì vậy? Kẹo lên đi. Đó, kẹo lên. Coi chừng nó nổ, coi chừng nó nổ, nguy hiểm quá. Ôi con tao nổi rồi, ôi con tao nổi ra mấy. Rồi. Ê tao mới chích hai viên cho nó nè. Trời ơi vãi, nó chạy lủng lẳng, nó chích ngay mông luôn mày. Ôi trời, nó nổ em banh càng luôn kìa. Vãi trời. Trời nổ gì mà xịt văng ghê vậy. Ôi con của tao nó không có biến hình gì luôn mày. Ôi ê ba mi, con của tao là ba mi. Nó đi vô phòng rồi, nó nổ. Ôi con mày nhìn tởm quá ba, nhìn giống y ghê quá à. Ôi là nó mọc hai da trên đầu kìa. Trời nổ luôn chứ trời. À. Thằng cua nó qua nó phá con tao bị nổ banh xác luôn. Ha ha ha. Luôn á. Trời ơi. Bây giờ tao lấy máu rồi, giờ lấy máu. Lấy máu sao được, không có lấy được đâu. Ôi máu trên tường lấy không được bay. Thiệt tình luôn. Trời hút máu mà hút mẫu máu không được. Uổng thiệt chứ, thiệt cái tình. Rồi cua chơi dai. Trời ơi. Ôi cũng may nó nổ rồi mà lúc đó tao với mày không vô chổng á, vô chổng. Đúng rồi, tao mày là vô là ăn cám luôn rồi. Giờ ta sẽ lấy thuốc bảy màu. Em nhìn em tính tiêm cho nó một loại thuốc nữa, ai về mới chưa được tiêm luôn. Bùm. Anh chích hai cái mà anh thấy nó giật giật mà nó không biến hình là anh nghi nghi rồi. Nghi nó giống như bom nổ chậm rồi. Ok, new human. Chích nó thuốc một tiếng là chết. À. Em quay lại cái ống nghiệm của em bên kia hả? Em. Còn nó chích nó chưa vậy? Ê chơi kỳ vậy, người ta đang chịu nhiên bấm cái nút hủy là sao? Chết luôn. Phải. Quỷ kia chơi dai. Nó nổ luôn rồi. Trời nhà khoa học kia chơi dai. Đầu anh. Ôi chơi dai thì chứ người ta đang thí nghiệm mà chơi vô chơi. Chơi bóp giá đồng đội. Bóp giá đâu. Test thử. Vô chỉ nghĩ sao hả? Test cái gì, người ta đang ở trong phòng mà chơi bấm một phát một. Nó hủy nhân vật luôn. Máu. Giống vậy nè. Đó giống vậy đó. Và mày cũng tốt lại nè. Mất nết dễ sợ luôn. Bây giờ thuốc màu xanh lá cây xong để mình coi thử coi nó ra cái đây. Gì. Thôi mày chích anh da đen nè. Ủa mày bắn thuốc màu vàng hả? Đó, xanh là vàng xanh, thuốc vàng xanh. Hy vọng bắn vô nó sẽ không biết thành con người nghệ. Ôi thuốc màu vàng bên này cũng thuốc màu vàng nè. Chỉ có okay. Thuốc màu xanh thôi. Thuốc này nó không biết rồi. Ôi, cái gì vậy? Rồi con mày nó nổi cái gì lên người thấy ghê quá. Ôi con tao nó nổi cái hộp gì ghê lắm rồi mày. Tao vô tao lấy máu nó trước khi đó, lấy máu rồi. Lấy máu trước khi nó nổ. Yes, rồi bây giờ tao sẽ lấy thuốc khác tao chích nó. Con muốn hình như nó cái nãy của mình sản xuất rồi ta. Tao lấy từng thuốc khác. Thuốc ốc nghiệm mình nè. Tao sẽ lấy thuốc màu tím. Đó, thuốc màu tím để coi nó ra cái gì. Giờ là mình sẽ chỉ. Mình lấy rồi. Bây giờ mình qua tim rồi. Ồ nhìn nó ghê thiệt chứ. Bây giờ mình sẽ vô đây. Nghiên cứu nãy ra giờ mình ra làm tim. Ok, chết. Ồ mình chích nó rồi mà sao nó chưa thấy thuốc hay tác dụng. Trời ơi, ê nó mọc tóc luôn mày ơi, nó mọc tóc bằng thịt rồi mày ơi. Đâu. Ôi trời nó rớt luôn rồi. Trời ơi. Cái đầu bạch tuộc kìa. Ồ chết luôn rồi. Ôi kinh thiệt chứ. Để mình nghiên cứu cái tàn hình thì phải. Nó nổ ra mấy con này. Nó sắp nổ rồi. Hên quá.
chạy các tướng full. Ok. Nó chở cái bay ra đúng ghê luôn. Ôi con này nó có những cái bài thuốc mà nó nhảy ra ghê thì chứ. Ok, thôi bỏ máy cho phân tích đã. Ê con em ra chuyển màu nữa rồi, con em toàn chuyển sang màu xanh nè, như em có viên của màu xanh á. Ờ chắc chắc em đổi màu xanh được. Ok, cái này màu máu này nó không cho. Ồ xuống màu trắng mày ơi. Xuống màu trắng để coi thử, xuống màu trắng đây sẽ cho cái gì đây. Ồ má ơi, chưa gì nó nổi màu lên rồi. Con em nó bự lên rồi, chạy. Xíu luôn kìa. Đây là màu máu honey nè, mới thành tao phân tích nè, bây giờ mình sẽ lấy. Ê coi kìa. Thu mini kìa. Ồ vãi, biến thu nhỏ nữa chứ. Ơ, à, nó bị điên rồi. Để chờ em lấy máu nữa hả? Con của em rồi, cô ơi, con của em kìa. Để anh ra anh lấy thêm thuốc khác. Ok. Nó bị gì kìa? Hả? Bị gì? Trời nó nhân bản là mày ơi. Ba đầu sáu tay 12 con mắt luôn ghê thì chứ. Ồ, quá trời mắt luôn, gọi con của con kia thí nghiệm ghê thì chứ. Ồ, bao nhiêu cái đầu ta đếm bao nhiêu cái đầu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Trời đất ơi, thiệt tình chứ. Sao? Chắc chết là gì? Trời vãi được. Ta trở về cái trạng thái ban đầu của tao rồi nè. Đó, đây là skin của tao nè. Vãi, tao chọc hết người luôn, tao còn có một chồng râu nhỏ xíu à. Trời ơi, đúng hồn luôn mày. Trời ơi, con của gà nổ đúng ghê luôn. Còn em. Trời ơi, vô nó tầm cái đùng cái hết, con không biết gì luôn á. Ok, chích cái nữa nè, đó. Ồ, bây giờ các anh và em. Con tao có tàn hình rồi nè cô, con tao có tàn hình rồi nè, tao mới chích thêm liều thuốc cho nó nữa. Ồ. Ồ, tim rồi, tim rồi. Đó, đó, nó chảy cái gì xuống kìa. Ủa, nó chảy cái gì trên người nó xuống cái ghê mày, giống như thịt vậy. Này là xúc xích nha, đó. Nó chảy xuống, tóc như quỷ á. Nó gần chết rồi, lấy máu nó. Đó, ok. Oh man. Ồ, nó cháy luôn, nó tự cháy luôn mày ơi. Chạy đi. Ủa, nó đâu rồi chứ. Đây là con của Kun nè. Ôi, thuốc này nó tác dụng lâu dữ rồi. Ủa, nó chảy máu rồi. Ok. Ồ, nó xịt tóc đầu luôn. Con em nó bị đơ rồi anh ơi, tiêm cho nó không có tác dụng gì luôn á. Hủy nó đi. Nó mọc tóc ra tùm lum hết kìa. Ok, mình sẽ treo tóc gì lên. Mà tóc da thấy ghê á mày. Rồi. Thôi nó cháy rồi, Còn hơn này chứ mày vừa mới ra luôn á. Không có tác dụng. Tay anh sẽ tiêm thuốc thêm. Mày mà không ra là mày ngấm cụ tèo rồi. Chính xác, à mà không ra là coi về. Đây mình sẽ phân tích cái mẫu máu của mình mới vừa bỏ vô nha. Mình chích trúng rồi. Để xem mẫu máu này nó sẽ ra nhớ thuốc gì đây. What the hell. Ghê qua mình lấy lọ thuốc để mình nghiên cứu. Ok, lọ thuốc mình đâu? Ra đây để mình nghiên cứu nào. Ôi. Mình nghiên cứu, mình nhớ mình có nghiên cứu thuốc rồi hả? Ghê thật chứ. Đây, một viên thuốc màu cứt ngựa. Gì ba cái gì màu cứt ngựa. Đây, màu cứt ngựa. Nó không có tác dụng gì hết ta, con em nhớ bị chai thuốc rồi. Em hủy con nó đi. Ok. Tiêu diệt. Rồi bây giờ anh sẽ mở ra con mới. Quá là nhiều thuốc. Chích vô, wow, thanh niên này đã chụp lóc nè. 1, 2, 3 nè, chích nè. Trời, chích đâu mà ngay tim nó vậy ba, nó sống sao nổi. Chích ngay tim nó mới tác dụng thuốc mạnh mày. Bên phải không phải tim, tim là bên trái mày chích lộn chỗ rồi. Con này con thử nghiệm, tao thích để tim ở đâu tao để. Ok. Ôi, ok con máu. Ôi, ở trên đầu nó nổi cục gì kìa. Ôi, đầu nó nổi máu kìa. Ôi, bấm nút khó quá. Ghê mày. Đầu nó bị lủng, rớt máu ra ngoài. Vô. Ôi, Kia nó cũng bị đầu lủng luôn, Kia bị bệnh đầu lủng. Nói vậy, y chang. Kia bị thuốc đầu lủng. Không khác gì hết. Kia nó cho con vật thử nghiệm của nó chơi thuốc đầu lủng. Má trời ơi, cái gì vậy? Ôi, con của mày nó khổng lồ luôn rồi, con của ta nó mọc mà mọc râu ngay nách luôn à. Cái gì mọc lông nách? Ghê thiệt chứ. Ok, tao mới chích cho nó thêm liều vaccine nữa. Để coi nó mọc cái gì nữa đây. Con em nó không bị gì luôn á. Con em nó đang hình như là bị chai thuốc rồi. Ngoài đó nó mọc lên rồi, nó bự lên luôn rồi kìa. Ôi gớt hai cái thuốc ở đâu rồi. Ôi con anh cũng chạy rồi kìa. Chạy nhanh, nó sắp nổ rồi. Nổ cái gì trời đất ơi, ghê chứ. Mày quá. Ê mày vô thử vòng đau nó có nổ không kìa. Coi anh Mimi coi con em này nó không bị gì luôn á. Tôi thử đi. Ờ nó rớt tay rồi, nó rớt có một cái tay à. Coi thử nào, coi mới vừa chích thuốc xong á. Em đang chậm. Vậy ba chích gì nhiều vậy. Cái đầu tao lấy máu, đó hay ghê chưa. Tao lấy máu á bà. Trời đất ơi, nó chết một phát còn không còn cái gì luôn. Ok, mình mới lấy máu, bây giờ mình qua phân tích tiếp. Để coi mấy honey này có ai phân tích cái gì bên đây không. Hết giờ làm gì rồi, thôi về đi cu, về đi hai đứa. Hết giờ chưa, uống ly cà phê, về mấy đứa uống ly cà phê đi, về. Tao uống sữa nha, uống cà phê sữa nè. Hết nổi rồi. Đừng im, đừng có tranh giành thằng quỷ kia.
đổ hết trơn sữa đâu rồi. Bật cà phê lên ông nội. Mày uống sữa không à? Mày chen quá à. Chờ thôi, đang chờ nó có hiệu quả các bạn ơi. Thôi thêm nước nữa, thêm sữa nữa. Đó, thêm miếng sữa vô coi. Đỡ nách xuống mày. Hay quá, ra được đây. Cà phê sữa. Đây uống vô cái rồi, trời đạo quá. Ấm áp. Chờ nhân vật của mình, trời ơi, con này đúng liền luôn, nó có tác dụng luôn. Ok, thì hôm nay hết ngày làm việc rồi. Thì hôm nay ba nhà khoa học đã thử nghiệm những con virus thật là cực kỳ đặc biệt lên những cái người bạch này. Thì có những hiện tượng cực kỳ quái dị luôn. Đó mọi người, như mọi người đã thấy, nào là mọc lông nách nè, mọc tóc sau đầu nè, mọc tóc da nha, chứ phải tóc thường nha. Rồi biến thành zombie nè, chảy xệ nè, đủ kiểu, trời tàn hình nữa chứ. Đó, ok đó, còn con cu nó đang bay lơ lửng rồi đó. Con em thầm me, Trời, nó thành ma luôn rồi, mắt đỏ chót luôn rồi. Nó sắp nổ á. Ghê chứ. Ok, đi về thôi mấy đứa ơi, trễ giờ rồi, đi về. Về. Ok, về. Mình sẽ dừng video đây thôi. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Yeah, bye bye. That's it, friend.